Kính thưa quý vị, để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm do Võ Thanh Nhân thực hiện. Kính chào, chúng ta là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới cái vấn đề là 18 tháng nữa sẽ có một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Thì trong giai đoạn từ đây cho tới đó thì những gì sẽ xảy ra và Hoa Kỳ phải chuẩn bị những cái gì để mà có thể tiếp tục trở thành một cái cường quốc trên thế giới qua một cái cuộc chiến tranh mậu dịch rất là căng thẳng với lại Trung Cộng, qua những cái vấn đề có liên quan tới Venezuela, vấn đề Iran và đặc biệt vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào đại sứ Bùi Diễm. Vâng, tôi xin có lời cảm ơn đại nhân và đồng thời cũng có lời trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN qua chương trình bản tin Hoa Thành Đốn. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói là còn 18 tháng nữa thì cuộc bầu cử sắp tới sẽ xảy ra. Như vậy thì cái vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ giữa hành pháp và lập pháp nó như thế nào? Vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ hiện nay và đặc biệt vấn đề có liên quan tới chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng thì cái ghi nhận của ông như thế nào vậy thưa ông? Thì sự thực ra nếu nói về gọi là còn có 18 tháng nữa thì đến có cuộc bầu cử tổng thống mới nữa thì thời gian 18 tháng có vẻ lâu nhưng mà chính thực ra thì là rất gần, là bởi vì ngay lúc này cũng đã có những cái cuộc mà có thể nói thì là sửa soạn để đi tới cái cuộc bầu cử sắp tới. Như chúng ta thấy thì là về phía dân chủ mà cho đến ngày hôm nay cũng đã có hơn 20 ứng cử viên để ra ứng cử tổng thống, mà trong số đó có những người cũng đã có tiếng, ví dụ như là ông phó tổng thống Joe Biden của thời Obama nay vì cái hoàn cảnh đặc biệt cũng lại trở lại để mà ra ứng cử tổng thống. Còn về phía của ông Trump thì nghe chừng chưa thấy người nào có vẻ đủ can đảm để mà ra trở thành ứng cử viên mà đối chọi với ông Trump, vì ông Trump bằng đủ mọi cách ông áp đảo, khó lòng mà có thể có người mà ra ứng cử được. Thì bây giờ trở về cái tình hình chung của Hoa Kỳ về hai phương diện, về phương diện đối nội và phương diện đối ngoại, một cái tình trạng khá đặc biệt mà người ta cho rằng là một cái cuộc khủng hoảng đứng về phương diện mà hiến pháp, nhiều vấn đề không được giải quyết giữa lập pháp và hành pháp, và do đó nó là một tình trạng hết sức rối ren trong hai năm vừa qua. Và ngay cả trong lúc này chúng ta thấy rằng thì là có rất nhiều những cái cuộc điều tra, người ta đã nói đùa, người ta bảo rằng thì là có lẽ nước Mỹ là cái nước mà có nhiều điều tra nhất trên thế giới. Hiện nay thì có những cái cuộc điều tra do Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, cho Đảng Dân Chủ có đa số tại Hạ Viện, cho nên rằng thì là những chủ tịch về phía dân chủ của những gọi là những ủy ban như là ủy ban tư pháp hay là ủy ban ngân sách chẳng hạn, luôn luôn có sự xung đột với lại hành pháp. Là tòa bạch ốc. Là tòa bạch ốc. Mà tòa bạch ốc thì nghĩa là nhất định bằng đủ mọi cách ngăn cản không cho những cái ủy ban của Hạ Viện mà đi sâu vào những cuộc điều tra. Thì như chúng ta thấy có cái bản có thể nói rằng kết quả của cuộc điều tra của ông công tố viên Mueller, khi mà ông ấy tìm hiểu rằng thì là về sự can thiệp của Liên bang Nga vào những cái cuộc mà bầu cử năm 2016. Yeah.
Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.